hoặc có thiện căn tương ưng với sự an trụ thánh đế khổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo, hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông, hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa, hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập các hạnh đại Bồ Tát, hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc thiện căn của các đệ tử, hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và vô lượng vô biên Phật pháp khác, hoặc pháp đã nói của chư Như Lai, hoặc nương vào pháp ấy mà tu tập được ba sự nghiệp phước đức là thí tánh, giới tánh, tu tánh, hoặc nương vào pháp ấy tinh cần tu học đắc quả dự lưu, đắc quả nhất lai, đắc quả bất hoàn, đắc quả a la hán, đắc quả vị độc giác, đắc nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, hoặc thiện căn có được của các hữu tình do tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, vân vân, tất cả như vậy, nhóm tụ lại cân nhắc suy lường, dùng hữu tướng làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, hữu nhiễm trước làm phương tiện, hữu tư tác làm phương tiện, hữu nhị bất nhị làm phương tiện, khởi ngay sự tùy hỷ, đã tùy hỷ rồi hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, và có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, đối với khắp tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ở quá khứ, vị lai, hiện tại trong mười phương thế giới, từ sơ phát tâm cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân nhiệm màu, sau khi đã nhập vô dư y niết bàn cho đến pháp diệt, ở khoảng giữa ấy có thiện căn tương ưng với sự tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, hoặc có thiện căn tương ưng với sự an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, hoặc có thiện căn tương ưng với sự an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc có thiện căn tương ưng với sự an trụ thánh đế khổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo, hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông, hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa, hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập các hạnh đại Bồ Tát, hoặc có thiện căn tương ưng với sự tu tập quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc có thiện căn của các đệ tử, hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và vô lượng vô biên Phật pháp khác, hoặc pháp của chư Như Lai đã nói, hoặc nương vào pháp ấy tinh cần tu tập được ba sự nghiệp phước đức là thí tánh, giới tánh, tu tánh, hoặc nương vào pháp này tinh cần tu học
đắc quả dự lưu, đắc quả nhất lai, đắc quả bất hoàn, đắc quả a la hán, đắc quả vị độc giác, đắc nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, hoặc thiện căn có được của các hữu tình do tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, vân vân. Tất cả như vậy nhóm tụ lại, cân nhắc suy lường, dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, vô nhiễm trước làm phương tiện, vô tư tác làm phương tiện, vô nhị bất nhị làm phương tiện, khởi ngay sự tùy hỷ, đã tùy hỷ rồi hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì sự tùy hỷ hồi hướng của thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân này là tối thắng, là tôn quý, là cao siêu, là vi diệu, là cao cả, là không gì trên, không gì bằng, không gì hơn. Đối với sự tùy hỷ hồi hướng của hữu tình nói trước thì trăm lần nhiều hơn, ngàn lần nhiều hơn, trăm ngàn lần nhiều hơn, ức lần nhiều hơn, trăm ức lần nhiều hơn, ngàn ức lần nhiều hơn, trăm ngàn ức lần nhiều hơn, vô số trăm ngàn ức lần nhiều hơn, bội số bội toán, bội dụ cho đến bội cực số cũng hơn rất nhiều. Hết quyển thứ 171.